Xin chào các bạn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc một cái chậu bí ngô xinh xắn như thế này. Mẫu này thì các bạn có thể tăng giảm size tùy thích, mình có thể trang trí cho nhiều không gian khác nhau. Trên thân cây thì mình có gắn thêm đèn nhấp nháy nè, ở xung quanh các tán cây ha. Có nhiều chế độ canh chỉnh giúp cho cái phần thân cây của mình nó được uh, sáng sủa hơn khi mình chân vào buổi tối ha. Chậu cây của mình thì sẽ gồm 3 phần ha, phần hoa nè, phần lá và phần quả bí ngô như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc bí ngô trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Và móc đơn thứ bảy. Khi có được 7 mũi móc đơn rồi nè, ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đó cho mình một mũi dời để ta kết thúc vòng móc lên một xích nè nắm cho mình sợi len ngắn cút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ha ta có được vòng đầu tiên với 7 mũi móc tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai vòng thứ hai sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc chân đầu tiên hai mũi cùng chân móc nè tương tự cho các chân còn lại ha Chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ tư cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ sáu móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ bảy là chân móc cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Sau khi kết thúc vòng thì ta sẽ tăng số mũi móc gấp đôi so với vòng đầu tiên ha. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc 1 giờ sau đó lên một xích. Ta sẽ có được 14 mũi móc đơn tạo ra 14 chân cho vòng thứ ba. Vòng thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng thứ hai nè, móc vào đó một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ha. Một móc đơn nè, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ hai. Tiếp tục nè, một móc đơn. Hai móc đơn cùng chân móc. Thì khi kết thúc cái vòng móc thứ ba này mình sẽ có tổng cộng là 7 cái cụm móc như thế này. Tăng được 7 mũi cho vòng móc thứ ba ha. Tiếp tục kết thúc vòng. Đến vòng móc thứ tư thì mình sẽ tiến hành tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi, tức là mình dựa vào vòng thứ ba nè. Vòng thứ ba của mình có một móc đơn, xen hai móc đơn cùng chân móc. Thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi lẻ này nè lên một mũi ha. Tức mình sẽ có là hai mũi mỗi chân. Móc cho mình hai chân liên tiếp mỗi chân là một mũi nè. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai vào chân thứ hai. Sau đó chân kế tiếp là hai mũi cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này. Tăng tịnh tiến được một mũi so với vòng thứ ba rồi ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Mình sẽ có là hai mũi mỗi chân nè. Sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc. Ta được cụm thứ hai. Tiếp tục cụm cuối cùng sẽ nằm ở ba chân móc cuối cùng. Khi kết thúc được vòng móc thứ tư này mình sẽ có tổng cộng là 7 cái cụm móc liên tiếp như thế này cũng tăng được 7 mũi cho vòng này ha kết thúc vòng vòng kế tiếp thì cũng làm tương tự cho mình nè mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi đơn lẻ này lên một mũi nữa tức là dựa vào vòng bên dưới có hai mũi mỗi chân rồi nè thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi mỗi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được một cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng Đối với những bạn nào muốn tăng size thì các vòng móc kế tiếp cứ tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi ha. Cứ tăng tịnh tiến tí như vậy nè. Ví dụ vòng kế tiếp sẽ là 4 mũi, sau đó là 5 mũi, xen kẽ sẽ là hai mũi cùng chân móc ha. Móc cho đến khi đạt được cái độ rộng cho cái phần quả bí của mình là được. Vòng này sẽ là 3 mũi mỗi chân nè. Sau đó là hai mũi cùng chân móc. Sau khi đã tăng cho mình thêm nhiều hàng móc thì để ý cho mình nè. Đối với những bạn nào mà móc theo công thức muốn tăng size á, khi các bạn áp dụng theo công thức như vậy nè thì hai cái mũi móc đơn cùng một chân móc á nó sẽ nằm chồng lên nhau cho các hàng móc. Đây. Thì khi mà mình móc theo công thức như thế này á, tăng size lên á thì cái mũi mà mình chụm lại hai mũi cùng chân móc á nó nằm chồng lên nhau, nó sẽ bị những cái góc như thế này. Nó sẽ không có được tròn đều cho cái phần thân của mình ha. Thì bây giờ á, các bạn theo công thức mình có để trên màn hình nè, các bạn sẽ đảo công thức cho mình ha. Đối với những hàng móc mà có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn, ví dụ như hàng này của mình nè, tiếp tục sẽ là 4 mũi mỗi chân, xen hai mũi cùng chân. Thì các bạn sẽ đảo cho mình cái hai mũi cùng chân đó vào chính giữa. Tức là mình sẽ móc nè, hai mũi mỗi chân móc, các bạn móc cho mình hai mũi mỗi chân móc trước ha. sau đó sẽ là hai mũi cung chân móc và tiếp tục sẽ là hai mũi mỗi chân móc thì như vậy cụm này của mình nó sẽ đảo nè hai mũi mỗi chân hai mũi cung chân và hai mũi mỗi chân tức là mình cũng có bốn mũi mỗi chân xen kẽ là hai mũi cung chân móc ha ta đã tăng được đều cái số mũi móc rồi nè và lúc này cái mũi mà mình móc vào cùng chân móc á nó sẽ không có nằm chồng lên nhau mà nó sẽ nằm so le với nhau ha giúp cho cái vòng tròn của mình nó được đều hơn các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cho các cái hàng móc còn lại. Tức là những hàng nào mà có số mũi móc đơn lẻ là số lẻ thì mình cứ móc bình thường theo công thức. Còn những hàng nào mà là số chẵn thì cứ đưa cho mình hai mũi mũi chân vào chính giữa của cái số mũi đó là được. Đối với size này mình sẽ dừng lại ở sáu hàng móc tăng mũi giúp cho cái độ rộng của phần đáy quả bí của mình nó được to ra rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân ở phía trên ha thì phần thân ở phía trên đơn giản thôi các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc lúc này mình sẽ không cần phải tăng sai nữa nha cứ móc đều nè gặp chân móc nào thì cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn là được móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và các bạn để ý cho mình nè ở cái phần đáy của quả bí mình móc bao nhiêu hàng tăng mũi thì cái phần thân trên các bạn sẽ móc cho mình bấy nhiêu hàng đều ha ở đây mình sáu hàng tăng thì bây giờ mình sẽ móc sáu hàng đều nè cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc những bạn nào mà tăng sai thì cũng làm tương tự như vậy cho mình ha cho cái phần quả bí của mình nó được cân đối hơn mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa số hàng này sẽ bằng số hàng móc của cái hàng tăng mũi phía dưới nha Sau khi đã móc được 6 hàng đều không tăng mũi bằng với cái số hàng mình tăng mũi phía dưới rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành chụm lại cho quả bí của mình nó bo lại nè. Để chụm lại thì mình sẽ để ý cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng của cái hàng tăng mũi phía dưới ha. Mình có là hai mũi mỗi chân, hai mũi cùng chân và hai mũi mỗi chân, tức là bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè. Thì lúc này các bạn sẽ đưa cho mình cái cụm này lên phía trên. Tức là mình sẽ đưa cái số mũi móc đơn lẻ lên nè. Mình sẽ có hai mũi mỗi chân hai mũi kế tiếp thì thay vì ở dưới đây mình tăng mũi nè hai mũi cùng chân móc thì bây giờ các bạn sẽ chụm cho mình hai chân liên tiếp lại thành một mũi thì cách chụm hai chân liên tiếp như sau để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc một đường nằm ở bên trong và một đường nằm bên ngoài ha mình sẽ đâm kim vào chân nằm bên ngoài của cái chân móc kế bên nè sau đó đưa kim ra phía ngoài đâm kim vào cái đường móc bên ngoài của chân kế tiếp kéo len qua hai đường trên kim sau đó kéo qua hai đường đinh kim lần thứ hai như vậy là mình đã chụm được hai cái chân móc phía dưới thành một mũi bên trên ha tiếp tục sẽ là hai mũi móc mỗi chân tay cụm của mình nè tiếp tục là hai mũi mỗi chân ha thì các bạn cứ móc cho mình hai mũi mỗi chân như vậy là ta sẽ có được một cụm như thế này ha móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng mình sẽ có là hai mũi mỗi chân hai mũi chậm chân lần lượt nè đâm vào đường bên ngoài của chân đầu tiên đẩy kim ra đâm đường bên ngoài của chân kế tiếp kéo qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai sau đó tiếp tục là hai mũi mỗi chân ta có cụm thứ hai sau khi móc được đến cuối hàng thì mình sẽ có tổng cộng là 7 cái cụm móc như thế này ha giảm được 7 mũi móc thì tiếp tục cái hàng móc giảm kế tiếp thì thay vì tăng mũi giống như cái phần đáy, mình sẽ giảm mũi. Giảm cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này nè. Ở đây mình có 4 mũi mỗi chân. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi mỗi chân. Ở phần tăng thì mình móc 2 mũi cùng chân móc. Thì phần giảm các bạn sẽ móc cho mình hai mũi chụm chân ha. ta sẽ có được một cụm như thế này. Các bạn cũng móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. 3 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi ha. Sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Mỗi hàng móc thì mình cứ giảm cái số mũi mỗi chân xuống một mũi cho từng hàng móc nha. Móc tương tự đến cuối hàng và thêm nhiều vào móc như vậy nữa. Giảm mũi nè, giảm cái số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi cho mỗi hàng móc nó sẽ ngược lại với cái phần đáy phía dưới ha, tăng mũi thì bây giờ mình giảm mũi và xen kẽ là hai chân chụm mũi nha. Sau khi các bạn đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc giảm mũi nè, hàng cuối cùng của mình lúc này đang là một mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi. Các bạn sẽ nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong vì nó đang có cái độ rộng vừa phải rồi nè. Khi nhồi gòn vừa phải rồi, bây giờ mình sẽ móc cái hàng kế tiếp sẽ là các cái mũi chụm chân liên tiếp ha. Ở đây mình sẽ có là bảy mũi chụm liên tiếp nè. Các mũi chậm thì cũng làm tương tự như mũi chậm mà mình giảm ở các hàng vừa rồi ha. Đâm kim vào đường móc bên ngoài của hai chân liên tiếp với nhau. Mũi thứ nhất nè. Tiếp tục mũi chậm thứ hai. Mũi chậm thứ ba. Mũi chậm thứ tư. Tiếp tục mũi chậm thứ năm. Mũi chậm thứ sáu. Và mũi chậm thứ bảy nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Sau khi hoàn tất được cái vòng giảm mũi này rồi thì đâm kim vào chân của mũi chậm đầu tiên, móc một mũi dời. Lúc này cái vòng này của mình còn lại là 7 cái chân móc ha. Các bạn sẽ kéo dài cái sợi len nè, móc lên một xích sau đó kéo dài sợi len cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ta sẽ xỏ sợi len này vào trong kim khâu hàng mà mình chụm lúc này mình có 7 cái chân móc các bạn sẽ lần lượt đâm cho mình vào 7 cái chân móc đó và đâm kim từ ngoài vào trong cái chân móc ở phía ngoài nha chân đầu tiên nè tiếp tục chân thứ hai chân thứ ba chân móc thứ tư chân thứ năm chân móc thứ sáu và chân móc thứ bảy đâm kim được vào bảy cái chân móc rồi kéo cho mình cái sợi len thật mặn lại cho vòng tròn nhỏ lại nè ta sẽ có được cái form của quả bí như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tạo những cái đường g cho cái thân bí của mình ha thì khi mà các bạn chưa cho mình các cái đoạn len đủ dài này rồi nè Thì từ cái điểm mà mình kết thúc này các bạn sẽ đưa kim cho mình xuống dưới Tức là mình đâm từ cái phần đáy đi lên ha Vào cái vòng tròn ta tạo đầu tiên Và cái vòng tròn mà mình chụm lại nè Mình sẽ guốc thật mạnh cái sợi len ha Để tạo được cái đường g cho quả bí của mình nè Sau đó tiếp tục giữ nguyên vị trí này Tạo cái đường g thứ hai cũng đâm kim từ cái vòng tròn ở đấy lên cái vòng tròn mà mình chuẩn bên trên. Sau đó các bạn cứ tiếp tục tạo cho mình những cái kẻ của cái phần quả bí của mình ha. Mình có thể chia tùy thích nè. 6 hoặc là 5 cũng được ha. Sau khi hoàn tất cho mình được các cái đường gờ này rồi thì sỏ cho mình cái sợi len qua các cái chân móc và mình sẽ tiến hành giấu sợi len thừa này vào trong các cái đường móc giúp cho giữ cố định lại được cái đường mà mình tạo ở đây ha. các cái đoạn len thừa đi nè. Ta sẽ hoàn tất được form của quả bí như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần cuốn ở bên trên ha. Phần cuốn ở bên trên các bạn sử dụng cho mình màu đậm hơn, tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi thứ bảy. Hoàn tất được 7 mũi đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì phần cuốn của mình nó sẽ có cái độ rộng là 7 mũi móc này. Cái hàng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa. Cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mũi thứ hai nè. Mũi thứ ba vào chân thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi móc thứ năm. Mũi thứ sáu. Và mũi móc thứ bảy. Sau đó kết thúc ha, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời móc lên một xích các bạn sẽ tiếp tục làm tương tự cho mình cho các cái hàng móc tương tự như vậy nữa thì cái phần cuốn này nó có thể nằm trong tầm khoảng 4 cho đến 5 hàng móc móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa sau khi đã hoàn tất được độ dài của phần cuốn rồi thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần bè cho cuốn nè thì cái phần bè này tương tự giống như cách mà mình tăng sai ở cái phần đáy ha. Mình có 7 mũi ở cái vòng đầu tiên rồi thì vòng kế tiếp các bạn móc cho mình hai mũi cùng chân móc. Chân đầu tiên hai mũi nè. Chân thứ hai cũng móc hai mũi. Chân thứ ba hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân móc thứ tư tương tự. Chân thứ năm hai mũi móc đơn cùng chân móc. chân thứ sáu hai mũi móc đơn cùng chân móc và chân thứ bảy cũng móc hai mũi cùng chân móc sau đó kết thúc vòng hả giúp cho cái phần tán của cuốn mình nó được bè ra rồi nè vòng kế tiếp tiếp tục tăng mũi cho mình để giúp cho cái phần bè này nó được rộng ra hơn các bạn sẽ móc cho mình là một mũi đơn xen hai mũi đơn cùng chân móc mình sẽ có được cái cụm móc như thế này hả các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó đối với những bạn nào mà tăng sai thì mình sẽ móc tương tự cho cái phần cuốn này giống như là cái phần thân đáy ở phía dưới ha. Đối với sai này thì mình sẽ dừng lại ở hai hàng móc và hàng kế tiếp mình sẽ viền ha, giúp cho cái phần cuốn bè của mình nó được đẹp hơn nè. Thì để viền lại ở đây mình sẽ có tổng cộng cho cái hàng móc này là 21 mũi móc. 21 mũi móc này mình sẽ tạo được những cái đường gờ như thế này thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu ha đâm kim vào chân đó móc cho mình một mũi móc đơn nhưng lưu ý mũi móc đơn này nè các bạn đâm kim kéo lên sau đó mình sẽ đưa cái sợi len giữ nguyên vị trí này ha đưa cái sợi len dài này nè vào giữa kim với lại cái hàng móc vào giữa kim với hàng móc mình sẽ quấn quanh một vòng quanh kim nè Lúc này cái mũi móc của mình sẽ có một đường nằm ngang như thế này, kéo len qua hai chân trên móc. Ta sẽ có được một mũi đơn viên ha. Làm tương tự cho các chân còn lại nè. Mũi thứ hai nè. Đâm kim, kéo len, đưa sợi len vào chính giữa kim với hàng móc, vòng một vòng quanh kim. Kéo len qua hai đường trên kim. Ta được mũi thứ hai ha. Tương tự, Sau khi đã viền lại được hết cái phần tán này đến cuối thì đâm kim vào cái chân đầu tiên móc một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len này đang nằm ở mặt phải, đâm kim từ dưới lên trên, vào chân móc ta vừa móc mũi dời, kéo sợi len ra phía sau. Và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Ta sẽ hoàn tất được cái phần cuốn như thế này. Cái hàng móc mà mình viền á, khi các bạn đưa cho mình vào trong cái thân của bí á, thì mình sẽ đẩy ngược nó lên ha. Đây nó sẽ hở như thế này nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong phần cuốn được cứng cáp cái phần cuốn rồi bây giờ mình sử dụng keo nến ha cái phần quả bí thân của quả bí cái hàng mà mình chậm mũi sẽ nằm ở mặt trên nè còn cái hàng mà mình tăng mũi nằm ở mặt dưới ha bôi cho mình một ít keo vào chính giữa tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc bôi đều keo như thế này rồi thì mình sẽ đưa cái phần cuốn đó dính vào trong này Lưu ý là để cho cái hàng viền nó nằm hở lên trên nha Chứ nó đừng có dán vô Ấn nhẹ cho cái cuốn của mình nó dính chặt với lại cái thân của bí nè Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một quả bí ngô xinh xắn như thế này Sai quả bí ngô này thì các bạn cũng có thể sử dụng làm móc khóa cũng được Hoặc là mình trang trí trên thân cây của mình ha Ở đây mình sẽ sử dụng một cái móc khóa nhỏ các bạn sẽ đưa cho mình cái móc khóa này mình đính lên trên của cái cuốn như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái móc khóa hình quả bí ngô xinh xắn như thế này. clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn tất phần thân cây, móc hoa, lá cũng như là gắn đèn. khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha chúc các bạn móc thành công